Cô chào các em. Chào mừng các em đã đến với kênh Cẩm Nang Tiểu Học. Bài học hôm nay chúng ta sẽ làm quen với các vần trong tiếng Việt nhé. Đây là vần an. Vần an gồm có âm A đứng trước, âm N đứng sau. Vần an đánh vần là A, N, an, an. Ví dụ: bờ e be huyền bè, bờ an ban nặng bạn, bè bạn. Sờ an san huyền sàn, nhờ a nha huyền nhà, sàn nhà. Bờ an ban sắc bán, thờ an than, bán than. Đờ an đan huyền đàn, cờ o co huyền cò, đàn cò. Khờ ô khô, khờ an khan, khô khan. Đây là vần an. Vần an gồm có âm á đứng trước, âm n đứng sau. Vần an đánh vần là á, n, an, ăn. Ví dụ: chờ anh chanh, mờ an man huyền màn, chanh màn. Cờ u cu hỏi cụ, sờ anh xanh sắc sánh, cụ sánh. Thờ anh thanh huyền thành, lờ anh lanh huyền lành, thành lành. Đờ y đi, sờ anh sanh, đi sanh. Đây là vần ân. Vần ân gồm có âm ớ đứng trước, âm n đứng sau. Vần ân đánh vần là ớ, n, ân, ân. Ví dụ: bờ an ban huyền bàn, chờ ân chân, bàn chân. Sờ ân sân, nhờ a nha huyền nhà, sân nhà. Giờ ơ dơ, bờ ân bân hỏi bẩn, dơ bẩn. Quờ a qua hỏi quả, mờ ân mân nặng mận, quả mận. Đây là vần am. Vần am gồm có âm A đứng trước, âm M đứng sau. Vần am đánh vần là A, M, am, am. Ví dụ: quờ A qua hỏi quả, cờ am cam, quả cam. Thờ am tham, lờ am lam, tham lam. Bờ a ba huyền bà, tờ am tam sắc tám, bà tám.
L âm Lam Huyền làm. Á N Anh làm anh. L âm Lam. L U Lu ngã lũ. Lam lũ. Đây là vần âm. Vần âm gồm có âm Á đứng trước, âm M đứng sau. Vần âm đánh vần là Á, M, âm, âm. Ví dụ: chờ âm chăm, chờ y chi hỏi chỉ, chăm chỉ. N âm Năm Huyền nằm, ng u ngu hỏi ngủ, nằm ngủ. T âm Tâm, tr e tre, tâm tre. T ơ tơ, t âm Tâm Huyền tầm, tơ tầm. Đây là vần âm. Vần âm gồm có âm ớ đứng trước, âm mờ đứng sau. Vần âm đánh vần là ớ, mờ, âm, âm. Ví dụ: chờ âm châm nặng chậm, trờ ê trê ngã trễ, chậm trễ. L âm Lâm sắc lấm, T âm Tâm sắc tấm, lấm tấm. T âm Tâm sắc tấm, C âm Cam sắc cám, tấm cám. N âm Năm sắc nấm, K ô khô nấm khô. Bờ âm Bâm sắc bấm, mờ y mi bấm mi. Bài học của chúng ta đến đây là hết. Có hẹn gặp lại các em vào bài học tiếp theo. Các bậc phụ huynh nếu thấy video này bổ ích thì hãy ấn đăng ký kênh để có thể tiếp tục theo dõi các video học vần trong tiếng Việt tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!